Trong ngày hôm nay, thời tiết ở khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có mây, ít có khả năng mưa. Ngày trời nắng mạnh với nền nhiệt cao. Diễn biến thời tiết ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh như sau. Phía Bắc của tỉnh gồm thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và phía Bắc huyện Xuyên Mộc. Ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ 30-32 độ, độ ẩm 71-76%. Khu vực ven biển gồm thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và phía Nam huyện Xuyên Mộc. Ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ 29-31 độ, độ ẩm tương đối 72-77%. Huyện Côn Đảo ngày nắng, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, nhiệt độ 28-30 độ, độ ẩm 73-78%. Hải văn vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu, từ Vũng Tàu đến Côn Đảo, hôm nay có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 2 tháng 3 năm 2023, nước lớn mức cao nhất 380 cm vào lúc 14 giờ và nước ròng mức thấp nhất 195 cm vào lúc 4 giờ.